Tể tướng Lưu Gù. Tác giả: Ân Văn Thạc. Lời dẫn truyện. Đó là đôi câu đối thường gặp ở thời nhà Thanh, mỗi khi xuân về, bất kể từ người làm quan hay dân thường, đều lấy giấy điều viết lên dán ở cửa ngoài. Không kể đến câu chữ của vế đối hay dở thế nào, mà chính là để nói về sự hưng thịnh của các vương triều nhà Thanh, ơn vua rõ ràng đã không sao tả xiết. Vương triều nhà Thanh thời ấy quả là hưng thịnh, ơn vua sâu dày đến vậy sao? Đúng là thời kỳ đầu, quả có hưng thịnh thật, dân chúng đã có câu khang, ung, càng, thịnh thế. Khang ở đây tức là thời Khang Hy, ung là triều đình Ung chính, còn càng chính là thời vua Càng Long. Chỉ nói riêng thời Càng Long, nhà vua ở ngôi 60 năm, trước sau 6 lần xuống Giang Nam, ở phía Bắc thì xây dựng hành cung Thừa Đức, phía Tây thì đi tuần ở Ngũ Đài Sơn, mấy lần cất quân bình định ở biên ải phía Tây Nam Tây Bắc, nhiều lần trị bè phái gian thần, lại sai xét xử nhiều vụ án khá rắc rối. Một đời làm vua khuấy động nhiều việc, gây được nhiều người làm theo, nhưng cũng là ông vua đầy ham muốn, tin yêu gian thần khiến cho giang sơn gấm vóc có nơi cũng phải sầm tối, hỏng nát. Không nói đến các vị lương tài thao lược, không nói đến các bậc tài giỏi, hoặc ẩn sĩ, cũng không nói đến chuyện đám son phấn ở sáu cung, chỉ nói đến Hòa Thân, một người quyền trùng cả triều đình, 30 năm khuynh loát và với con người thông minh tuyệt thế, tài suốt cổ, kim là Lưu Dung, cũng vô khối chuyện không sao kể hết. Hai người này làm quan cùng triều trong 10 năm. Thời gian này chưa rõ ràng, ân oán khó kể lại, nhưng tài trí thắng hèn bậy, trung nghĩa thắng mù quáng vân theo, cười ra cười, mắng ra mắng, gắn gỏi thắng ăn sẵn, a vua xảo trá, đủ các kiểu chuyện. Có lúc là chuyên vui cho muôn thuở, có lúc thì rỉ rả bình luận. Lại nói mùa xuân niên hiệu Càng Long thứ 16, khắp nơi trong nước về đi thi, tụ tập đông đúc ở Bắc Kinh, dự cuộc thi 3 năm một lần, lần này thật tấp nập, ai cũng mong đổ, mà triều đình thì mở cửa mong thu nhận được nhiều người tài đức trong thiên hạ. Sau khi đã có tên đề bản thì vào thi trước thềm vua, được đức vua thân ra đầu bài, từ đó chia thành tam giáp tiến sĩ ba ngôi, đệ nhất giáp tiến sĩ, đứng đầu là Trạng Nguyên, người đổ thứ hai là Bản Nhẫn, người đổ thứ ba là Thám Hoa. Ba người đổ đệ nhị giáp gọi là tiến sĩ xuất thân, còn ba người đổ tam giáp tiến sĩ gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Đoạt được từ tam giáp trở lên là những người được vinh quy, coi là cá vượt vũ môn, chờ ngày bổ quan. Đầu xuân năm ấy, cái lạnh mùa đông còn chưa lui, mà kinh thành đã rộn hơi xuân. Các sĩ tử nô nức vào kinh đô, các hàng quán nhà trọ đều bị đám người đi thi ở chật. Càng gần đến ngày thi, phố xá treo đèn kết hoa, không khí hân hoan, náo nhiệt, quên cả lạnh giá. Mấy năm gần đấy, mùa màng mưa thuận gió hòa, trăm họ an cư lạc nghiệp, vua hết lòng chăm lo việc nước, các địa phương quan lại cần mẫn thanh liêm, văn trị vũ công so với các triều trước không thua kém, thi nhân đua nhau xướng họa, cầm, kỳ, thư, họa các mặt đều giỏi giang, người người thoải mái, phong độ hiên ngang. Vị vua lúc này cũng là một loại văn nhân, cậy tài coi thường mọi thứ, thường cùng với các bầy tôi trước mặt và các bậc học sĩ trong nội các, cũng là một bậc tài tình, liệu có ai dám trước mặt vua khua môi múa mép, tranh tài thi thố? Cho nên, vua Càng Long thuở ấy, đi đến đâu đều dồi dào thi hứng, vẫy bút thành thơ. Dựa vào sử liệu đã in, vua Càng Long sinh thời làm hàng vạn bài thơ, nhưng cũng bất hạnh thay dẫu lưu truyền đời sau, một vài bài cũng không nổi, nhưng cũng có thể gọi là một ông vua tài hoa. Đó là bàn chơi, theo sách đã truyền. Đương lúc nhà nước đang nhiều điềm tốt, nhờ ân đức từ vua Thái Tôn, đến triều này càng thịnh trị, năm nay mở khoa thi kén người tài. Phàm những người tài giỏi, đức độ, văn hay đều được kêu gọi, hoặc do những người có danh vọng, hoặc do quan châu, quan phủ đề cử, đều vào kinh đô ứng thi. Chiếu thư ban xuống, cả nước hân hoan chào đón, những người anh tuấn khắp nơi nô nức sắm sửa lều chõng, quyết chí đua tài, sao cho đầu xuân này phải có mặt ở kinh đô, các nơi trên đường chỗ nào cũng gặp người đi thi. Đến kinh thành lại tìm chỗ kết giao, các bầu đoàn kéo nhau tới, thầy kèm theo tớ, người hầu đi theo nhà sang, lũ lụt vào kinh thành. Giữa kinh thành nhận nhau, cùng tuổi, cùng khóa, cùng học, cùng làng, tốt này tốt nọ, thật náo nhiệt. Một lần tới kinh đô làm cho đất trời rung chuyển. Lúc ấy ở kinh kỳ, dẫu nhiều lần đã chứng kiến cảnh thi cử, nhưng rầm rộ như lần này thì quả là chưa từng có. Riêng các dinh phủ, hội sở, cửa hàng mở thêm hàng 3.000 gian,
dân chúng các nơi chủ động treo biển đón khách, chiêu đãi những người vào kinh úng thi. Quang cảnh trường thi náo nhiệt, các hàng quán chung quanh, hết người ra lại người vào, đường phố ùn tắc, thuyền nọ, xe kia, cười cười nói, đầy đường chỗ nào cũng xưng hô, niên huynh, thế huynh, hiền đệ. Khỏi nói đến nơi trường thi, chỉ nói những phố quanh đấy, lúc nào cũng đông như hội, nào chọn bút, nào mua giấy, chen vai, thích cánh, rồi nơi quán ăn, quán điểm tâm, ồn ào người nối người, chuyện dài chuyện ngắn, đủ vẻ. Người đời thường nói, cá gáy vượt vũ môn, tấp nập không đâu bằng trường thi. Trường thi tiến sĩ, cống viện, hai chữ vàng được treo trên cổng lớn. Vào cổng ngoài, cách đấy khoảng 123 trượng là đến tầng cổng thứ hai. Cổng thứ hai là một thứ cổng nghi lễ, ngang phía trên cổng, ở trên cao có hai chữ lớn chính tay Đức Vua viết, Long Môn, cửa rồng, bằng vàng. Lệ thường đến dự kỳ thi hội, khi vào đều phải qua cửa Long Môn Ngư Quán rồi mới được vào chính trường thi. Mỗi người vào đó chẳng khác gì chú cá vẫy vùng trong dòng nước, phải qua cửa Long Môn để dự cuộc nhảy vượt sóng, tỉ như cá chép vượt cửa rồng vậy. Cái đám cá mông hóa rồng này, cùng một lứa đua tài, thì trong đám phồn hoa nào bì cho kịp. Do đó mà họ thường tìm thầy xem bói, bói đền chùa, bói dịch toán, thường được bói về vận số trong thi cử. Được hỏi han về ngày sinh tháng đẻ, trủi may trong những ngày tới, các vị bói toán nhân đó mà bán giấy bán bút mực, bùa chú hương nhang đến những nơi cần lễ bái. Các đoàn người đi thi lôi thôi, lốc nhốc, áo nhào rách, bụi đường trường bám đầy, không cả kịp sửa sang, mà một sớm tên đề trên bảng, được vào điện thí, được dự lễ, tạ ơn, rồi được ban áo mũ cân đai, thì quả gây nên náo nhiệt cả một vùng, ai nấy đều biết. Chỗ đất này rất thuận lợi nên ai cũng cố chen chân. Lại nói kỳ thi lớn năm ấy, có một người nhập vào dòng người đông đúc ấy, dẫu chưa đỗ đạt nhưng cả vùng đều biết tiếng, đạo đức văn chương đều trội, được các quan địa phương cử lên thi hội. Không dè đường đi vất vả, thân hình lại yếu, đến kinh đô thì ốm, ngoài việc ở quán trọ lại phải lo cắt thuốc, những bộ áo mới ở nhà mang theo đều phải đem cầm bán. Người này tuy kinh luân tài trí đầy mình, song nhiều năm khổ học, đến nỗi lưng gù, vốn dĩ sinh thành không đủ đầy, cũng chẳng có ai chỉ dẫn cho, vào kinh, thân thích lại chẳng có. Thấy kỳ thi hội sắp đến, mà bệnh tình lại không giảm, dù chẳng có gì trở ngại, nhưng thân thể hao gầy, trông thật thiểu não. Hôm đó, ngày thi hội đã tới. Giờ thìn, cửa trường mở toang, sĩ tử nô nức ùa nhau vào. Anh ta phải gắng gượng mang thân ốm, bước từng bước đến trường thi. Do bị ốm, cái áo bông cũ màu đen anh đang mặc, do thân thể bị gầy, lại lăn lóc nhiều, nên chỗ rách bung ra khá to. Bất đắc dĩ anh phải lấy chỉ khâu lại, lấy chiếc áo choàng trùm lên, đầu đội một chiếc mũ the mỏng, trên vai đeo một dải lụa điều của người được chọn đi thi. Cũng nói qua một câu, đương thời, phàm những người nào chưa đỗ được địa phương tiến cử vào kinh đô thi hội, để phân biệt với người đã đỗ ở kỳ thi hương, thì khi vào trường đeo trên vai một dải lụa đỏ, có dải lụa ấy gọi là đã được chọn. Do bị ốm, nên cử chỉ chậm chạp, đến được cửa trường thi thì giờ thìn đã qua, mà quá giờ này, cửa trường thi khép lại. Nếu bị lỡ một kỳ thi, lại phải đợi 3 năm nữa. Anh ta cố tìm cơ may, lau mồ hôi trán, thở dài một tiếng, cất bước trước thềm cổng, tìm cách lọt vào. Mắt thì thấy giờ thìn đã trôi qua, đám người đi thi ồn ào đã vào cả trường thi, nhìn quanh không thấy ai tới, cửa không có một người qua lại, anh ta ngóng mãi vẫn chẳng thấy ai, liền kéo chung gọi. Người coi cửa chính là nội cung thị vệ, hôm ấy được nhà vua sai đến canh phòng thi, trên dưới 20 tuổi, người không cao, nhung mày thanh, mắt đẹp, răng trắng môi đỏ, tổ tiên trước ở kinh đô, cũng là dòng người Mãn, nguyên tổ tiên về ở Giang Nam đã lâu, anh ta lớn lên ở đó, du học, vào trường, bị núi thiên sông đẹp đất Giang Nam quyến rũ, miệng dẫu nói tiếng kinh kỳ nhưng giọng Mãn thì vẫn còn chưa hết. Hai người, một ở bên trong, một bên ngoài cửa, cả hai không hẹn mà gặp, đều đứng sững nhìn nhau. Người thị vệ đảo mắt nhìn một lượt thấy một anh vai đeo vải lụa đã được chọn, biết là người đến dự thi hội. Chẳng biết nghĩ ngợi một hồi ra sao, bỗng khịt mũi, cười rồi thuận miệng đọc. Nhĩ xuyên đông y, đái hạ mão, hồ đồ xuân thu, người mặc áo mùa đông, đội mũ mùa hè, xuân thu, nào biết. Người đứng ngoài cửa nghe được, trong lòng dẫu đang chẳng vui gì, bụng nghĩ, ta và ngươi không quen biết,
xa không thù, gần không oán, sao lại buông lời chẳng lấy gì làm lịch sự? Ví như ta dẫu là người chẳng có danh tiếng gì, cũng là người được các quan địa phương đề cử. Tuy chẳng thông kim bát cổ, có lẽ nào lại chẳng biết Xuân Thư. Người đánh giá người thấp quá đấy. Tuy trong bụng tức thế, nhưng thấy anh ta vẫn chưa ló mặt, chỉ nghe tiếng nói đúng là người giang nam, ngươi đã khinh người, thì ta cũng chẳng cần phải trọng ngươi, liền quay đầu hướng về người thị vệ, đọc luôn. Dĩ cư nam phương đáo bắc địa, hỗn trướng đông tây. L, anh ở miền nam lên đất bắc, vung vẫy cái gì, nói đoạn nhanh chân bước vào trường thi. Hai vị đó là ai, bạn đọc có biết không? Nói ra thì các bạn không tin, người mặc áo mùa đông, đội mũ mùa hè, ung dung đỉnh đạt đó là người ở Chư Thành, Sơn Đông, họ Lưu tên là Dung, tên chữ là Sùng Chinh, tên hiệu là Thạch Am, còn người thị vệ là kẻ sau này uy quyền lướt cả triều đình chính là Đại Giang Thần Hòa Thân, tên chữ là Chí Trai, họ Nữ Cô Lộc người dân tộc Mãn nơi đất chính Hồng Kỳ. Kỳ thi ấy, Lưu Dung đúng là cá gáy vượt cửa rồng, bị vua Càn Long chỉ cho đổ đệ nhị giáp đệ nhị danh, còn Hòa Thân, kỳ thi đó xong cũng được vào hầu yếu ở vườn Thượng Uyển. Cũng từ chuyện vào thi, hai người đã một chửi, một mắng, sau này làm quan cùng triều tranh đấu sức đầu, mẻ tráng, thần kinh quỷ khóc vậy. Hồi thứ nhất, truyền thuyết về Lưu Dung và Hòa Thân, mỗi người một kiểu, tuy chưa đến nỗi thâm thù, nhưng người này đối với người kia chẳng thú vị gì. Chẳng hề chơi với nhau, nhưng lại có mối ràng buộc, để sau này, 10 năm cùng làm quan trong triều, người này đấu lại người kia, lúc giữa ban ngày, lúc trong âm thầm lặng lẽ, một đằng giữ thần, giúp dân, yêu đất nước, một đằng lòng tham, tay nhúng bẩn, thâm hiểm đầy, cũng là do mỗi người một vẻ mà ra, càng ngày càng rõ. Kỳ thi tiến sĩ vừa rồi, bởi Lưu Dung, tên có chữ Dung là bức thành đất, một nên đức vua đánh xuống đứng thứ hai đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Vua Càn Long mở khoa thi xong, triều chính vô sự, nhân lúc xuân về hoa nở, đãi yến các ông nghè mới đổ, liền hạ chỉ đến mồng ngày 10 tháng 4, mở tiệc đãi các tiến sĩ tân khoa ở vườn Thượng Uyển. Đúng mồng 10 tháng 4, khi lui chầu, Càn Long đến vườn Thượng Uyển. Trong vườn, bá quan văn võ, các tiến sĩ tân khoa đang chầu trực, thấy vua đến, đều nhất tề quỳ xuống, ba lần hô vạn tuế. Vua bước ra khỏi hiệu rồng, nhìn một lượt, chỉ thấy trước kiệu một đám đen ngòm những người là người, liền nghĩ lại rằng, ta mới hé ra nửa lời, mà họ đã kéo đến đông thế. Ta chỉ muốn ban ân sủng đến đám tiến sĩ mới thôi, đám kia té nước theo mưa, chẳng qua một lũ ăn theo, uống theo thôi. Cái đám này có đến già một nửa. Nhưng chiếu vua đã ra, thu lại làm sao được, liền truyền rằng, các tân khoa tiến sĩ hãy theo trẫm đến vườn hoa, các người khác hãy dùng ở sân vườn nghỉ ngơi. Mọi người tạ ơn, mấy vị tiến sĩ mới theo vua tiến vào trong vườn. Thực ra nhà vua là người rất thích chỗ ồn ào, náo nhiệt, sao hôm nay lại không thích tụ tập đông người. Vốn là người rất thích thơ phú, từ khúc, văn chương, muốn trong đám bề tôi mới toanh kia, hiện rõ tài hoa. Bữa nay lại là buổi đầu tiên gặp mặt các tân tiến sĩ, trước hết muốn lấy ân sủng để rõ tài đức, thứ hai là xem cái đức học của đám quan nghè trẻ này so với các bậc cựu thần, trời vực là bao. Với lại cái đám bề tôi cũ kla, vốn đã quen ăn chơi, cho dự chung làm gì, lúc nào cũng lăm le, cơ hội là bám theo vua, họ mà ùa theo đông như kiến, ban thưởng làm sao cho xuể, họ nào có chú ý đến chuyện đã già yếu, có học hoặc không có học, có tài hoặc không có tài. Nghe vua bảo dừng lại, họ đâu đã hết hào hứng, nhưng không dám đi theo, chỉ đưa mắt tìm xem chỗ nào có thể ngồi nghỉ. Lại nói mấy vị tân khoa tiến sĩ, nghe nói đức vua muốn ban yến, mấy bữa nay vui mừng, ngủ không được, ăn không biết ngon. Bụng nghĩ, hoàng thượng ban yến, hẳn là rôm rã, còn bây giờ trọ ở quán tồi, ăn cơm xoàn mãi, bao giờ mới thôi đây. Lần lần lửa lửa, lúc nào cũng nhắc đến ngày mồng ngày 10 tháng 4. Bữa nay, trong vườn hoa, lại nghe đức vua chỉ cho đám tiến sĩ mới theo hầu, cao hứng thầm nghĩ, đúng là, ơn trời vằng vặc, ân sủng càng thêm vậy. Mấy ông nghề này đều lần đầu mới đến kinh đô, đã bao giờ thấy vườn vua đâu. Bữa nay được thăm, quả là, hoa thơm cỏ lạ khắp nơi, đình, gác, lầu, đài tranh sáng, nước hồ xanh trong, bờ liễu phơ phất, chim quý đua hót hay, cung nữ người nào cũng đẹp, khiến mấy ông tân khoa cứ ngây người, trố mắt. Thấy họ như thế nhà vua bất giác mỉm cười, chưa thử tài vội,
dễ họ dạo chơi. Thật là mấy chú trước nào biết vườn vua, nay hiện lù lù trước mắt. Nhà vua vừa đi vừa cười nói, còn đám tiến sĩ tân khoa nín như gà ăn thóc. Nghe vua nói cười, họ rất hân hoan. Vua chợt nhìn thấy Lưu Dung lung gù đầu nhỏ, liền nhân lấy Dung để đùa vui, liền hỏi: Khanh, vị quan này là? Lưu Dung xưa nay diện mạo chẳng được như ai, nên không dám đi trước. Giờ thấy nhà vua hỏi đến, liền vội chạy lên trước thưa: Tâu hoàng thượng, thần là tân khoa nhị giáp tiến sĩ Lưu Dung. Tràng Long nghe vui vẻ nói: Khanh là Lưu Dung? Chính là vi thần đây ạ. Lưu Dung vội trả lời: Hay, triều đình ta mở khoa thi lấy người giỏi, hướng về chọn nhân tài, thế mà lại chọn được một vị tầm thường, vụng về, hai, liệu có là người vẫy bút, chữ đẹp như cắt hiện ra không? Mọi người nghe đều cười ầm lên. Lưu Dung lòng dạ nhói đau, chẳng vui gì, nhưng đâu dám bộc lộ, miệng chỉ tâu, đó là ân điển của hoàng thượng. Vua nhân đó liền bảo: Lưu Dung, thế thì hãy nhân đó làm đầu đề, vịnh một bài thơ xem nào. Thần đâu dám. Đừng nói đâu dám. Thần lĩnh chỉ. Mọi người đều phụ họa, anh hãy làm đi, bất tất quá khiêm tốn. Lưu Dung vốn đang chẳng cao hứng gì, lại nghe vua bảo làm thơ, biết rằng vua lấy mình ra đùa thôi. Lại nghĩ, mình nào muốn khoe khoang, chẳng qua là họ hùa nhau trêu mình, thế thì không thể không làm. Liền cất tiếng ngâm: Lưng gù cổng trời, đất, bụng chứa đầy kinh luân, mắt nhìn rõ trung, ninh, một bước đến thềm rồng, hết lòng vì xã tắc, nguyện đền đáp ơn vua, xấu xí mà tài lớn, hiền đức vốn dư thừa. Nghe Lưu Dung ngâm xong, các ông nghè thảy đều kinh ngạc, cúi đầu đưa mắt nhìn vua. Nhà vua nghe rồi lòng rất ưng, lại nghĩ, ta chưa nói người là lưng gù, người đã tự nói ra rồi. Lại cho ta là nhìn mặt lấy tài. Thế thì ta gọi người là thằng gù, xem ngươi ăn nói ra sao. Nghĩ thế, vua cười, liền bảo: Thơ hay đấy, nhưng lưng gù thì giảng như thế nào? Lưu Dung đáp lại: Tâu, lưng gù là gù lưng ạ. Tràng Long lại hỏi: Thế gù lưng giảng ra sao? Xin đúc vua tha tội, thần không biết ạ. Tràng Long nghe đoạn, cười lớn bảo: Ái Khanh, đó chính là chàng gù. Chẳng lẽ Khanh không xứng đáng với mấy chữ ấy ư? Nói rồi, vua cứ liên hồi bảo: Lưu lưng gù, lưu lưng gù. Mọi người nghe thấy đều cười vang. Lưu Dung nghe hết, liền tiến lên một bước, khấu đầu ba cái, miệng thưa luôn: Tạ ơn đức vua, kẻ bầy tôi nhỏ mọn này quả là đáng với ba chữ ấy. Đám người theo dõi cử chỉ của Lưu Dung hết sức ngạc nhiên. Càn Long thấy thế nói luôn: Khanh tạ ơn gì vậy? Lưu Dung này tạ ơn được phong là chàng gù. Vua nói: Phong là chàng gù thì được cái việc gì? Được chứ ạ, mỗi năm thần sẽ được hưởng lộc đến hơn vài vạn lạng bạc. Chuyện gì thế này? Số là đời nhà Thanh đã định rõ, khi đức vua tuyên phong bằng miệng cho ai thì cứ mỗi chữ, mỗi năm được hưởng lộc một vạn lạng bạc. Vì thế mà Lưu Dung vội lên tạ ơn ngay. Khoảng niên hiệu Quan Tự, Tây Thái Hậu sau này là người hưởng lộc cao nhất hàng năm, nghe nói riêng tiền son phấn của Tây Thái Hậu đã tới 16 vạn lạng. Số tiền ấy muốn rút cũng không nổi. Đó là vì nhà Thanh đã quy thành chế độ. Thái hậu đã được tuyên phong đến 16 chữ, đó là Từ Hy, Đoàn Hứa, Khang Hy, Chiêu Dự, Trang Thành, Thọ Cung, Khâm Hiến, Sùng Hy. Mỗi chữ là một vạn lạng, 16 chữ là 16 vạn lạng. Lưu Dung đã hai chữ chàng gù hẳn là mỗi năm phải được 2 vạn lạng. Nhà vua thấy sự thể như thế, liền nghĩ: Ta có tiền thì cũng đâu thưởng cho như thế. Liền cùng với Lưu tranh luận: Lưu Dung, ta phong cho ngươi là chàng gù, là chuyện khác, là nói đùa thôi. Lưu Dung nói: Muôn tâu, vua đâu có nói giỡn, bệ hạ bảo câu này không tính, nếu câu này không được tính, thì những lời sau của đức vua ai còn tin? Vua nói: Tính.
Hoàng thượng đã nói không tính trước rồi, sao làm ngược được? Tính là tính đấy. Đến nhà vua mỗi năm bổng lộc cũng chỉ được vài vạn lạng, thế là từ đó bụng dạ vua không yên. Vua nghĩ, ta tưởng đùa gã, nào ngờ gã lại tính luôn thành tiền. Gã này cũng láo thật. Quả là không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài. Đám người đi lên, rồi dùng từ một tòa nhà nhỏ nhìn thấy hồ Thái dịch nước trong xanh, nhà vua quay lại nhìn Lưu Dung, nghĩ đến chuyện hai vạn lạng bạc, bụng nghĩ thế nào ta cũng tìm mọi cách xóa cái chuyện phong hai chữ chàng gù mới được. Giả dụ, mỗi năm 2 vạn, 10 năm 20 vạn, hắn sống đến 180 tuổi, ta lấy tiền đâu mà trả. Trước mặt các quan rồi, biết làm sao? Nghĩ vậy vua liền quay đầu lại gọi. Lưu Dung. Có thần. Vua bảo bầy tôi chết, bề tôi không chết thì sao? Lưu Dung nói. Dạ, là bất trung ạ. Cha bảo con chết, con không chết thì sao? Thế là bất hiếu ạ. Đúng như vậy. Ta là vua, ngươi là bề tôi, ta bảo ngươi chết, ngươi chết chứ. Mọi người nghe, sợ thay cho Lưu Dung, trong lòng nghĩ đang lúc nhà vua cao hứng, đáng lý nên nhân đấy làm cho vua vui thêm, đằng này lại chẳng chịu nghe ra, mượn lời vua, với cái lợi vào mình, khiến đức vua nổi bực, nghĩ ra mẹo mới. Làm thế nào bây giờ? Nếu như vua cứ ban lời, thì anh chàng ắt là phải chết. Lưu Dung nghe vua nói, nghĩ rằng, hỏng rồi, xem ra hoàng thượng nói đùa mà làm thật. Chà, làm sao bây giờ? Không làm theo lời hoàng thượng ư? Cũng chết. Làm thì chết thật ư? Nhưng xem việc gì rồi cũng có sơ hở. Ta sẽ liệu cách. Làm thế nào đây? Bảo ngươi chết, ngươi không chết thế là kháng chỉ không tuân, tội đáng chết. Nếu ngươi tuân chỉ thì sống sao nổi? Thế là dành cho Lưu Dung chỉ là hai chữ thôi. Lưu Dung đưa mắt thưa thần, hầu chỉ. Vua hỏi. Ngươi hầu chỉ, theo chỉ nào? Ta bảo ngươi chết thì đi mà chết đi. Lưu Dung hỏi. Tâu, bệ hạ bảo Dung chết, nhưng chưa nói chết như thế nào, xin ban chủ ý. Vua nghĩ, dĩ nhiên là bảo người chết rồi, ban chủ ý thì ban, bèn bảo. Trước mặt là hồ Thái Dịch, sâu tới hơn một trượng, nhảy xuống mà chết. Ngươi nhảy đi. Thần lĩnh chỉ. Nói đoạn, Lưu Dung xăm xăm tiến tới hồ. Càn Long thật ra trong lòng không muốn bắt Lưu Dung chết, chỉ muốn dọa hắn một chút, để xóa chuyện hai vạn lạng bạc. Lưu Dung đâu biết được ý đồ của vua, cứ tiến lên, đúng đến chỗ không bước thêm nổi nữa, đám tiến sĩ thấy Lưu Dung hăm hở. Ai nấy đều sợ thay cho Lưu Dung đến chớm bên bờ hồ, thì lại không nhảy, chỉ nghiêng mình xuống hồ 3 lần rồi quay lại, đến trước mặt Càn Long nói. Thần xin được dâng lại chiếu chỉ. Nhà vua chung mũi lại bảo. Nhà ngươi giao chiếu chỉ nào vậy? Tâu, thần vừa định nhảy, dưới nước có một người ngăn lại, bảo cho hỏi vài câu, hỏi xong thì hãy nhảy. Vua lấy làm lạ hỏi. Dưới nước có người ư? Ai vậy? Dạ, là Quốc Nguyên ạ. Quốc Nguyên nói với ngươi điều gì? Ông ấy nói với thần thế này, ta gặp hôn quân nên mới chết, ngươi gặp vua sáng suốt nên quay lại. Quốc Nguyên thấy vua mê tối, vô đạo, khiến ông phải nhảy xuống nước mà chết, còn thần, Lưu Dung gặp được người là minh chủ, thì chết làm gì? Do thế Dung này quay lại. Chủ thần là Đức Càn Long, thần không chết, không chết được. Hoàng thượng nói, vậy là ngươi đừng chết. Ta bảo ngươi chết, hóa ra ta là vua mê tối ư. Thôi được, ta cho ngươi được sống. Vua nghĩ, hay, xóa được chuyện phong hai chữ, thằng gù, đỡ tốn vài vạn lạng bạc, ta lại mang tiếng hôn quân ưng nhất định phải nghĩ cách khác để xí xóa hai vạn lạng này. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vì thế, đám tiến sĩ, vừa mới thăm vườn hào hứng đôi chút, giờ không dám hí hửng thêm, chỉ cung cúc theo vua, đến Ngũ Long Đình, xem khu tiểu Tây Thiên, rồi đến lầu Vạn Phật. Vừa đến cửa, thấy hai chậu mã lan, nhà vua chợt nghĩ ra điều gì, có thể nhằm chỗ yếu của Lưu Dung, lấy tay chỉ vào hỏi. Lưu Ái Khanh, hai chậu này là cây gì vậy? Lưu Dung thuận miệng đáp luôn đó là mã lan. Hoàng thượng lại vặn hỏi thêm, thế nào gọi là mã lan? Đối với các quan,
trả lời thô dụng là bị phạt bổng, nhưng đó là xí xóa hai chữ phong chàng gù, hai vạn lạng coi như không có. Lưu Dung nhanh trí, lấy tay chỉ luôn một chậu mã lan nói. Tâu như chậu này là vạn niên thanh, mùa nào cũng đẹp cả. Lưu Khanh, sao lại gọi là chậu vạn niên thanh? Lưu Dung nói. Tâu, thần nghĩ đó là đại thanh giang sơn nhất thống, do đó gọi là nhất thống, một chậu, vạn niên thanh, ba. Nhà vua nghe quả là thích thú, liền tỏ lời vỗ về, khen là khá. Tràng Long có một chiếc vuốt đeo ở đầu ngón tay cái, là một đồ tiến cống của phương Tây, vô giá. Vua liền nói. Chuyện nhất thống vạn niên thanh giỏi đấy. Lưu Dung trẫm thưởng cho ngươi chiếc vuốt này. Vua nói xong, liền rút trao cho Lưu Dung. Thực ra, vua nào có thực tâm thương đâu, nếu vua trao cho Lưu Dung cầm lấy đeo vào, là mắc tội khi quân. Ta là vua, ngươi là bề tôi, dù là cái của ta rút ra trao, ngươi dám đeo ư? Tội khi quân đấy. Dẫu không bị giết thì chuyện phong hai chữ chàng gù coi như xí xóa. Lưu Dung biết thừa, chỉ nói, thần xin cảm tạ ơn vua. Chỉ tạ ơn thôi ư? Ngươi đeo vào đi. Lưu Dung nói. Dạ thần đâu dám. Vua nói. Không đeo, hay là ngươi chê? Nếu ngươi nói không thích, tức là kháng chỉ, không có hai vạn lạng bạc nữa đâu. Lưu Dung chỉ nói. Đức vạn tuế thưởng cho thần, thần đâu dám không nhận. Nhận, sao ngươi không đeo? Tâu, nếu đeo vào thì mắc tội khi quân, không đeo tức là kháng chỉ, không kính vua. Vua nghĩ, hắn bảo ta nói ẩm ở đây, liền bảo. Thế bây giờ ngươi định thế nào? Bệ hạ tặng thần chiếc vuốt này, thần không dám đeo, thần xin được đưa cho người hầu theo thần, xin được đem về quê tại huyện Gia Thành, phủ Thanh Châu, tỉnh Song Đông, dâng lên thờ tổ tiên thần. Được. Chuyện chiếc vuốt thế là qua. Chả còn cách gì. Vua tôi lại cùng dạo bước, tiến tới điện Phật. Đám người đi theo chẳng ai nói năng gì. Lưu Dung thì mồ hôi dầm trán, bụng nghĩ, không biết vua còn thử chuyện gì nữa đây. Vào đại điện, chỉ thấy một pho tượng lớn, một vị A-di-đà bụng rất to. Vua hất đầu chỉ tay nói. Lưu Ái Khanh, pho tượng này là vị Phật nào? Lưu Dung suýt nữa thì buộc miệng thưa là Phật A-di-đà bụng to, sợ vua lại vặn hỏi. Phật là Phật, sao dám bảo là A-di-đà to bụng? Làm quan to mà ăn nói thô lỗ, ắt bị phạt giáng cấp. Hai chữ phong chàng gù coi như xí xóa, hai vạn lạng bạc mất toi và chiếc vuốt quý cũng phải trả lại. Biết vậy, Lưu Dung chạy lên thưa, đức vua hỏi đến, thần xin tâu đây là vị Phật vui à? Câu trả lời thật đúng, vị Phật kia chẳng tuét miệng đang cười là gì. Vua tuy thấy Lưu Dung trả lời rất giỏi xong lại hỏi thêm một câu, sao ông ấy lại cười, cười trẫm ư? Sao? Phật thấy Phật cười ư? Vua nói đoạn liền đi đến bên, kéo Lưu Dung đối mặt với Phật, rồi nói, Lưu Ái Khanh, Phật thấy người cũng cười đấy. Trả lời được câu này quả rắc rối, nếu như Lưu Dung thuận miệng nói theo, vâng Phật thấy, Phật cười, thì ông cũng giống như vua ư. Lại tội khi quân. Mọi thứ thu hồi tất, đẩy ra chém ở trước cửa ngọ môn, chuyện phong hai chữ chàng gù cũng xí xóa. Người chết ngoẻo rồi, tiền cấp cho ai? Lưu Dung đảo mắt, vội thưa, tâu, Phật cười thần không chịu sửa đạo, còn Phật nhìn thấy bệ hạ mà cười tức là Phật thấy Phật mà vui, để nghênh giá. Phật thấy thần cười là muốn bảo rằng người bên là hoàng thượng, đứng bên để làm gì? Ngốc thế! Sao không biết lễ? Thế là Phật cười thần không chịu sửa đạo thần tử, ông ấy cười là nhạo thần đấy ạ. Vua nghe nói thế rất vui, liền bảo, Lưu Ái Khanh, một quãng đường quả là bao khó khăn cho Khanh đấy nhỉ? Nếu như ngươi tài trí hơn người, ta phải xem việc người đổ nhị giáp tiến sĩ có uẩn khúc gì không? Mọi người thấy vua vui vẻ, lòng cũng nhẹ nhõm. Cuộc dạo chơi vườn thượng uyển của Lưu Dung chấn động cả kinh thành.